Kính chào quý vị khán giả đã đến với chương trình trên kênh Tin Mới. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe để đón xem những thông tin mới nhất, nóng nhất và chính xác nhất mà kênh Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị ngay sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin lũ lụt tại Trung Quốc trên Tin Mới. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình ngày hôm nay, Tin Mới xin được chuyển đến quý vị trọng tâm về việc Trung Quốc sắp hoàn thành con đập lớn nhất giống đập Tam Hiệp. Trước khi đến với những nội dung chính trong bản tin ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng điểm qua các thông tin chi tiết. Trung Quốc sắp hoàn thành đập mới giống đập Tam Hiệp. Trung Quốc chi vài chục triệu đô la Mỹ đối phó với bão số 4. Tập đoàn đập Tam Hiệp, Trung Quốc bê bối tham nhũng lớn. Thưa quý vị và các bạn, Trung Quốc chuẩn bị hoàn thành dự án đập thủy lợi ở vùng Tân Cương, kỳ vọng giải quyết tình hình lũ lụt vào vùng phía nam của khu tự trị này. Công trình được ví như đập Tam Hiệp Tân Cương. Dự án đập Astat nằm trên ranh giới giữa địa khu Kasga và Kizisukehis ở Tân Cương. Theo CGTN, dự án được bắt đầu xây dựng vào năm 2011 với mục đích giải quyết lũ lụt cực đoan theo mùa của lưu vực. Dự án có tổng chi phí gần 11 tỷ nhân dân tệ, khoảng 1,6 tỷ đô la và đôi khi được gọi là đập Tam Hiệp Tân Cương, cũng là con đập thủy điện lớn nhất ở Tân Cương. Vào tháng 5, phần chính của đập được hoàn thành ở độ cao 164,8 m, chỉ kém đập Tam Hiệp 16,2 m. Khi xây xong, con đập này có thể lưu trữ 2,25 tỷ mét khối nước. Đập được kỳ vọng sẽ kiểm soát lũ lụt, giảm hạn hán trong mùa xuân và cung cấp điện cho phía Nam Tân Cương, bất chấp những tranh cãi xung quanh công trình đập Tam Hiệp nổi tiếng. Trung Quốc vẫn đầu tư những khoản tiền lớn để xây dựng và phát triển các công trình tương tự với quy mô khác nhau trên khắp các tỉnh thành. Đập Tam Hiệp, đập thủy điện lớn nhất thế giới trên sông Dương Tử, là một trong những dự án đầy tham vọng và gây tranh cãi nhất của Trung Quốc. Được làm từ bê tông và thép, đập Tam Hiệp có chiều dài 2.355 m và đỉnh đập cao 185 m trên mực nước biển. Công trình đã sử dụng 27,2 triệu mét khối bê tông, chủ yếu cho thành đập, 463.000 tấn thép, đủ xây 63 tháp Eiffel, đào 102,6 m khối đất thành đập cao 181 m so với nền đá. Đập Tam Hiệp được thiết kế để phục vụ 3 mục đích chính là kiểm soát lũ ở Trung Quốc, sản xuất thủy điện và cải thiện giao thông. Trong mùa lũ lụt Trung Quốc năm 2023, đập Tam Hiệp đã phải gồng mình gánh 5 trận lũ lớn, trong đó có lúc đỉnh lũ chảy vào đập Tam Hiệp lên đến 75.000 m khối trên giây. Dự kiến từ nay đến năm 2024, khoảng 150 công trình thủy lợi thiết yếu sẽ được chính quyền Trung Quốc cho tu bổ hoặc xây mới với tổng số vốn đầu tư lên đến 1,29 nghìn tỷ nhân dân tệ. Cơn bão này là cơn bão số 5 trong năm nay. Trung Quốc đang phải chuẩn bị hàng chục triệu đô la Mỹ để ứng phó bão số 5 dự kiến gây mưa lớn ở Đông Bắc Trung Quốc, khiến nước này phải nâng ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt từ cấp 4 lên cấp 3. Theo Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, cơn bão số 5 trong năm nay có khả năng đi vào tỉnh Cát Lâm vào sáng thứ Tư và tiến vào tỉnh Hắc Long Giang vào tối cùng ngày, mang theo lượng mưa xối xả đến các vùng của Liêu Ninh, Cát Lâm và Hắc Long Giang. Bị ảnh hưởng bởi cơn bão kể từ cuối tháng trước, khu vực Đông Bắc Trung Quốc đã chứng kiến lũ lụt trên các con sông như sông Tùng Giang, sông Nộn Giang cũng như một số phụ lưu của chúng. Bộ Quản lý Khẩn cấp kêu gọi thúc đẩy mạnh mẽ hơn công tác phòng chống và kiểm soát bão vì các khu vực thường xảy ra thiên tai và hứng chịu liên tiếp các cơn bão chồng chéo từ bão số 3 đến bão số 5. Tân Hoa Xã đưa tin Đài khí tượng quốc gia Trung Quốc hôm thứ Hai đã gia hạn cảnh báo xanh đối với bão số 5. Siêu bão số 5 trong năm nay đã đổ bộ vào các khu vực ven biển của Hàn Quốc vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng thứ Hai với gió giật 144 km/h tại tâm bão. Dự báo thời tiết cho thấy bão di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ từ 40 đến 50 km/h và suy yếu dần. Dự kiến bão số 5 đổ bộ vào các khu vực của biển Bột Hải, Hoàng Hải, biển Hoa Đông và các vùng ven biển của bán đảo Liêu Đông, bán đảo Sơn Đông cũng như các tỉnh Cát Lâm, Hắc Long Giang trong chiều thứ Ba. Tỉnh Cát Lâm đã chuẩn bị nguồn cung cấp khẩn cấp trị giá hơn 130 triệu nhân dân tệ, khoảng 18,94 triệu đô la và tổ chức 70 kho chứa hàng khẩn cấp trên toàn tỉnh. Cát Lâm cũng đã thành lập hơn 1.700 đội ứng phó và cứu hộ khẩn cấp và một quỹ đặc biệt trị giá 230 triệu nhân dân tệ, 33,6 triệu đô la để cứu trợ thiên tai. Cơn bão số 3 và số 4 trong năm nay đều gây mưa và gió mạnh đến khu vực Đông Bắc Trung Quốc, khiến bão số 5 trở thành cơn bão thứ 3 ảnh hưởng đến khu vực này chỉ trong vòng nửa tháng. Mặc dù so với các tỉnh khác ở miền Đông và miền Nam Trung Quốc, bão ít phổ biến hơn ở khu vực Đông Bắc.
Trước đó, bão số 5 được đánh giá là siêu bão lớn và cực kỳ mạnh đã tấn công Nhật Bản và bán đảo Triều Tiên, gây nhiều thiệt hại tại Nhật. Cơn bão đã làm 4 người mất tích trên đảo Kiju, trong đó có 2 thực tập sinh người Việt Nam. Tập đoàn Tam Hiệp, đơn vị vận hành con đập Tam Hiệp, đập thủy điện lớn nhất thế giới của Trung Quốc đã từng vướng vào không ít những bê bối tham nhũng lớn gây chấn động dư luận. Năm 2014, đập Tam Hiệp đã xảy ra vụ bê bối tham nhũng, khiến Chủ tịch Cao Quang Trinh, Tổng Giám đốc Chen Fei của tập đoàn bị cách chức, nhiều quan chức khác bị sa thải. Cuộc điều tra là một phần của chiến dịch chống tham nhũng ở Trung Quốc do Chủ tịch Tập Cận Bình khởi xướng và chỉ đạo. Theo hãng tin Reuters, dẫn báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc cho hay, các quan chức của tập đoàn Tam Hiệp đã phạm tội chuyên quyền, giao dịch tài sản mờ ám và thực hiện thủ tục đấu thầu gian manh. Trước đó, từ năm 1992 đến năm 2009, tất cả người dân phải trả một khoản tiền được tính vào giá điện trên khắp Trung Quốc để chuyển số tiền đó vào việc xây dựng đập Tam Hiệp. Một dự án gây tranh cãi vì những lo ngại về môi trường và khiến hàng triệu người dân phải bắt buộc di rời. Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc cho biết, người thân và bạn bè của một số lãnh đạo tập đoàn Tam Hiệp đã can thiệp vào các dự án xây dựng, một số cuộc đấu thầu được tiến hành bí mật và một số lãnh đạo đã chiếm dụng bất hợp pháp nhiều căn hộ. Thời điểm đó, báo Time Weekly đã phanh phui một công ty đấu thầu dự án xây dựng liên quan đến khu vực đập Tam Hiệp đã phải hối lộ 1 triệu nhân dân tệ, 163.000 đô la cho các thành viên hội đồng thẩm định thầu. Tờ Southern Metropolitan Daily trong một bài xã luận đã kêu gọi áp dụng toàn bộ sức nặng của luật pháp đối với một tập đoàn đã hút quá nhiều tài nguyên quốc gia. Bài viết nêu, toàn bộ sức mạnh của Trung Quốc đã hội tụ vào việc xây dựng dự án lớn này. Những khoản tiền khổng lồ đã đổ vào đó, những quyền lực lớn đã được ban tặng, nhưng sự giám sát đối với những quyền lực đáng lẽ phải có đã không có. Trên Weibo, chủ đề này cũng được xếp thành hàng những chủ đề được thảo luận rộng rãi nhất. Năm 2000, 6 năm trước khi đập Tam Hiệp hoàn thành, chính quyền đã bắt quả tang các quan chức bon rút hàng trăm triệu nhân dân tệ trong quỹ tái định cư. Cuối năm 2013, một quan chức cấp cao liên quan đến công việc theo dõi con đập đã bị sa thải vì nghi ngờ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, một cách nói thường dùng để chỉ tham nhũng. Tập đoàn Tam Hiệp là tập đoàn điện lực nhà nước của Trung Quốc, được thành lập vào ngày 27 tháng 9 năm 1993. Tập đoàn chịu trách nhiệm xây dựng dự án đập Tam Hiệp, công trình thủy điện lớn nhất thế giới đi vào hoạt động từ năm 2008. Vừa qua, Mỹ đã đưa tập đoàn Tam Hiệp vào tầm ngắm trừng phạt vì bị cho là thuộc sở hữu của quân đội Trung Quốc hoặc do quân đội Trung Quốc kiểm soát. Kính thưa quý vị khán giả, Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc cho hay, trưa nay một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter xảy ra tại khu vực phía tây tỉnh Tứ Xuyên, tây nam nước này. Tâm chấn được xác định tại thành phố Lô Định, ở độ sâu 16 km, cách thủ phủ Thành Đô của tỉnh Tứ Xuyên khoảng 180 km về phía tây nam. Cư dân mạng ở xa tận Trường Sa, tỉnh Hồ Nam và Tây An, tỉnh Thiểm Tây cho biết họ cũng cảm thấy rung lắc. Vài phút sau, một trận động đất mạnh 4,2 độ Richter được ghi nhận ở thành phố Nhà An, gần Lô Định. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, tính tới chiều tối cùng ngày, ít nhất 21 người chết trong trận động đất. Theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, các cuộc điều tra ban đầu cũng cho thấy một số thị trấn ở tỉnh Tứ Xuyên đã hứng chịu thiệt hại nghiêm trọng về nhà ở do sạt lở núi trong khi đường dây viễn thông bị cắt ở một số khu vực. Hơn 500 nhân viên cứu hộ đã được điều động tới tâm chấn trong khi các công nhân cố gắng dọn dẹp những con đường bị tắc nghẽn do lở đất gây ra sau trận động đất. Động đất xảy ra khá phổ biến ở Trung Quốc, đặc biệt là ở phía tây nam của nước này. Năm 2008, Tứ Xuyên từng hứng chịu trận động đất kinh hoàng lên tới 7,9 độ Richter, cướp đi sinh mạng của hơn 70.000 người. Kính thưa quý vị khán giả, nhiều công trình sụp đổ và bị chôn vùi, 59 người mất tích sau trận lở đất tại một khu công nghiệp ở thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc hôm thứ Năm. Cảnh sát nhận thông tin về vụ lở đất tại khu công nghiệp Lixi, phía tây bắc thành phố Thâm Quyến lúc 11 giờ 40 phút ngày thứ Năm. Tân Hoa Xã đưa tin 7 xe chữa cháy và 30 lính cứu hỏa đã được điều tới hiện trường và đang tìm kiếm các nạn nhân bị mắc kẹt. Các nhân viên cứu hộ cho biết một tòa nhà ở khu công nghiệp và một số nhà dân hư hại trong vụ sạt lở đất. BBC cho hay 22 tòa nhà bị chôn vùi, trong đó có 2 ký túc xá dành cho công nhân. Trong khi đó, theo Tân Hoa Xã, ít nhất 59 người được cho là mất tích. Một công nhân ở khu công nghiệp có tên là Tian cho hay ông chủ của anh và thành viên trong gia đình ông ấy đã bị chôn vùi trong đống đổ nát. Chỉ Tian và lái xe của gia đình, người quản lý thoát nạn. Cơ quan chữa cháy Thâm Quyến cho biết vụ lở đất ảnh hưởng đến khu vực ngoại ô phía bắc thành phố trên diện rộng.
AP dẫn lời ông Yi Yikang, phó bí thư thành ủy Thâm Quyến, cho biết hơn 900 người đã được sơ tán rời khỏi hiện trường. Theo ông Lee, khoảng 1.500 người đang tham gia nỗ lực giải cứu. Ren Jingguang, phó giám đốc Sở Công an Thâm Quyến, trả lời đài CCTV rằng phần lớn người dân đã được sơ tán đến nơi an toàn trước khi vụ lở đất xảy ra. Tờ Nhật báo Thanh niên Bắc Kinh dẫn lời một người dân địa phương cho hay, đất trong khu vực đã được đào lên tại một công trình xây dựng trong 2 năm qua, tạo thành ụ đất cao 100m. Trời mưa ở Thâm Quyến hôm thứ Năm khiến con đường hiện ngổn ngang bùn đất. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc của Tin Mới ngày hôm nay. Để cập nhật và theo dõi những thông tin thời sự quốc tế mới nhất, cũng như là các thông tin quan trọng về tình hình Biển Đông ở trong khu vực, thì quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký trên Tin Mới. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!